Giờ đem anh lên là coi cho anh chị. Tôi cách cầu Mỹ Lợi hơn cả 3,5 cây số, nằm mé bên Long An. Dạ. Ở dưới sông mà bên mé bên Long An. Dạ. Dớt chú Phong đem về tới chỗ cái miễu ở trên. Cái uống thì anh Phong uống đi cuối cùng đi về, ổng lên xe nó lại cứ dạo gặp em ổng uống đi cuối cùng đi về nha. Nó là bà gái bà ngồi bà tức bà khóc hoài luôn. Bản thân mà anh nói như bữa đó tao ra là không có chết. Bữa ra là 2, 3, 4 người ngồi nhậu á. Cái này hồi nãy chạy ra. Cái này của tôi. Giờ cái ghe đầu đó là đúng phải không chị? Dạ. Đúng luôn phải không? Đúng, chính xác, áo thun đen. Vậy là cái chú Văn đi theo là kiếm được rồi. Để kiếm được rồi, coi chú chị. Bỏ bông, bỏ trái cây dục hết luôn đi chú ơi. Anh Phong là con nuôi của bác á hả? Dạ, vậy nhận con nuôi lâu chưa bác? Dạ. Ngày hôm qua là anh Phong không có về nhà bác luôn. Phải về nhà bác là đâu có nông nổi gì. Dạ, tội nghiệp quá trời. Dục luôn, không quẹt luôn đi. À, còn ngon nhang đó. Rồi anh Phong có về mua miếng đất ở gần bác hả? Đất bên á. Dạ. Mua miếng đất về là mình mới kết nghĩa phải không á? Đâu có, trước nữa. Dạ, trước nó biết trước nữa rồi mới biết gì mua phải không? Trước. Dạ. Bây giờ ấy xong rồi đem về Sài Gòn. Đem anh về Sài Gòn. Bây giờ đi ra chút tiền đó. Dạ. Bây giờ muốn làm gì với chôn gần tôi nữa tôi cũng... Không được phải không? Có đâu. Dạ. Mà con nghĩ chắc... Với con mà. Dạ. Chứ đâu có nói mày bà được đã con đó chấp nhận. Dạ, dạ, dạ. À, tao kêu nó gửi tiền chứ vậy. Tội nghiệp đây mấy chú này cho mượn ghe đi luôn rồi cô chú anh chị. À, như vậy còn hơn là cái phước mà chứ. Dạ. Tôi gần tới bãi nước ngoài đó ạ. Dạ, gần tới Tân Phát. Tôi lẹ dưới hả ta? Ừ. Là đi xuống dưới hay là trên trên này chú? Xuống dưới hả? 1/3 bạn. Dưới này là nó là cái này nó qua đây ha. Ở đó. Những trong cái đó nó đồng rồi xong này nó theo dạ. cái này. Dạ. Mà nằm phía bạn 1/3 bạn. Nhà bãi mấy ổng hồi nãy là nó chung họ ổng nói là ở đâu rồi đó. Em lên đây nó tiện. Dạ dạ. Dạ. Dạ dạ dạ. Cảm ơn bác với bác kia cũng ủng hộ cho gia đình để tìm cho anh Phong sớm về gia đình. Dạ,
Nói nó sao điện tới sao điện tao lại nếu mà đâu đi từ từ chứ đâu đi nhanh được đâu. Cái đó nhiều đi từ 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 à, không đi nhanh được. Nghe cái dầu xe luôn đúng không? Ok bên luôn mà chung. À, cái bịch rác là sáng mà. Bịch rác hồi sáng. Đằng đẵng luôn ha. Dạ. Cái bàn giò cái bàn giò của em biết cái bàn giò của ổng rồi. Đi nhá. Đâu cái bàn giò nó lưỡng còn cái bóng. Đưa tay lên cái bún kéo hồi cái chặt cái bún lên á. Cái bàn giò thấy cái bàn ra bên rồi. Không chứ nó áo nên thấy xấu đi. Trời ơi, chúng sống nó vậy. Ê. Nó nói nhà tả là tả anh chán tôi còn đi là cung cấp phải còn đâu bữa nãy nó nhận tiền là 2 tiếng rồi đúng không? Cái nè, cái bài luôn. Kè đi từ từ à, chứ không đi nhanh được. Đâu phải để trên đâu. Đâu phải để trên đâu, để dưới. Có xuống đạn không chị? Trên xe cũng có xuống luôn, về xe bự luôn á, mà muốn có lạnh. Là không cho ra ngoài đó ngồi á. Đầu tụi con lủi vô cái hẻm cho mình quay về đó. Cái đó là vậy mình về ngay miền Tây á. Trời đất, cái gì mà mình tìm không ra luôn. Bị vậy đây nó trôi xuống nữa, mình về lâu rồi nó mới trôi xuống. À cái lúc đó mình chưa xuống là chưa tới, cho chợ đi 2 tiếng ngồi luôn mình chưa. Mình đã xuống dưới cả 200 mét rồi đó. Cứ mình đi là chưa trôi xuống. Nãy mình đã về đây mình nghĩ mới trôi. Nhưng mà nãy là mình nhìn là nhìn chủ yếu. Cái lúc đó nước nó chưa lên mặt. Là nãy chú đi tới đâu? Chưa đâu. Đi xuống tới bên đò luôn. Đi xuống tới bên đò luôn. Cháu của chú đi nó ngồi giữa. Trời kiếm được cái áo nó la trời lắc con nóng cái tay là mấy nó lọt xuống dưới luôn. Qua ngay cháu mình quanh về đó.
Dạ. Nhưng mà lúc nhìn thấy áo là không, không đúng, không có đúng mà nó quảng á, nó quảng. Ừ, nó lên. Vậy về cái chuẩn là tìm được rồi ở chỗ đó. Nói như đây mà chú mà chú mà con nó chú mới vô hả? Còn cái kia là giải quyết sự việc ha. Về nghỉ nước từ đó mà nó trôi đó. Nhưng mà cái ghe của chú có quay lại cái chỗ đó. Luôn. Là hát xác rồi ta. Tôi biết có anh em nào đi theo không? Nhưng mà chú không ông lên, ông lên thẳng ha, chỉ hoa chỉ lên lụp chụp thôi chứ đâu lên thẳng. Lên như mà chú mà chết được không? Co. Chú thấy là sao chú? Bị thương tiêu đi. Lỡ chết rồi thì nằm co. Tại nãy bác thấy luôn không? Tại nãy tôi mấy giây. Dạ. Hồi nào chú? Hả? Hồi nào chú? Mới thầy. Có trường tình gì không chú Nam? Hả? Có trường tình gì không? Gia đình tôi từ 2 năm nay. Dạ, vậy là kết nghĩa cũng lâu lắm ha đúng không? Dạ, giờ coi như câu ruột luôn. Tôi không thấy gì. Về nó mua đồ một đặt của con. Dạ. Tôi đang đó. Dạ. Thì nó chưa hỏi ăn của con mình. Nhưng mà có hoàn trả lời chứ không phải. Dạ. Nên có tình thương. Tự nhiên người ta đến với mình. Mình biết người ta thương nhau rồi đó giờ. Hai vợ chồng không có vào. Dạ. Là anh chị bán cá cho đồng mối Bình Điền. Dạ. Đó thì vợ thì con chen. Dạ. Làm bông chen ha. Bông chen. Sao là mấy nghĩ hai chồng ta bán cá. Dạ. Thì nãy con nghe chị nói là tiền bạc thì anh cũng không có thiếu nợ thiếu nợ gì hết. Cũng ít nhậu lắm. Nó cũng nhậu nhiều, về nhiều chứ uống chừng dạ. Hai. Một chung mà hai lần. Mà không biết anh bị sốc gì ta. Cũng không có tâm sự với chú luôn, không có gọi điện tâm sự với chú luôn. Đâu có. Trời ơi, tôi đâu có xài điện thoại. Ờ, chú không có xài điện thoại luôn. Không. Dạ. Về nghe con điện là bắt đầu tóc hành đi qua. Dạ. Đây là ba nuôi của anh Nam, cũng gọi là anh Phong. Dạ. Là chú hay tin hồi nào? Nhiều qua lắm. Qua tôi cha thì không ai đó. Qua chú có lên hả? Trời ơi, đi hai lần luôn. Dạ. Con vợ tôi. Dạ. Trời đã con hơn con ruột. Dạ. Hiện tại là đã tìm thấy anh Phong rồi nha quý vị, đang di chuyển về vô. À rồi giờ hồi nãy kéo về bên đó rồi, giờ kéo ngược đây hả? Không có sợ chứ, bà anh sợ dân ta không cho. Đúng như hồi nãy cách cái máy sông bằng đây bằng rưỡi, bằng đây qua tới đám bằng rưỡi vậy mà tới mé bản đó. Con ta không. À, không có gì đâu công dân. Đầm đìa con ta không được lớn cho lắm. Đầm lớn không cho, đủ lớn đầm đìa dầu ta bên mấy ông này khó. Ở bên đó nuôi tôm ha. Tôm. Có nước kéo rồi hồi nãy mình vô bên đò có Bình Sưng á, thấy không? Có kéo lên cái bình nó giống như nóng đồn kêu. Là trôi qua tới xã Bình Sưng của Gò Công luôn. Bình Sưng Gò Công đâu, ngay chỗ này nè. Gò Công à. Một bên gần nước bên Gò Công. Ý nhưng mà nói cái địa bàn nó xa vậy thôi chứ chạy ra đây chút xíu à. Thấy ông chạy lên đợi ba lần nữa tiếng hồ chạy xe kéo mạnh chưa tới đó. À vậy hả? Vậy là chắc hồi nãy con đi. Hồi nãy chắc con đi con quan sát đó chú. Ê, vậy mà thấy cái chú này cũng đi lên trời, chú cháu này lên trời, thấy cái đã thương tôi mà hai bên này là tôi cho nhà nào ai tới cái chỗ nào tôi biết. Là chú hồi nãy là em gái gọi chú lên chạy ghe không? Ờ. Chạy đi dạ, đó. Dạ dạ. Nó là cháu ruột tôi. Dạ. Mẹ nó thứ tư tôi thứ sáu. Còn ông này với tôi là bạn bè đồng nghiệp. Cũng bọn nó. Dạ. Chạy về đâu rồi? Thấy chưa? Chạy tới đâu rồi? Rồi ông đâu có giao ghe đâu, tôi ổng giao ghe cho chạy chứ đâu. Dạ dạ. Không à, mấy chú đây rất là tốt luôn á, nghe nói là cho mượn ghe đi liền luôn á. Nghe đâu. Dạ. Cho mượn không có lấy tiền. Dạ. Lỗ dầu đi thôi à. Lỗ dầu. Ổng tôi là bạn đồng nghiệp mà. Dạ, là hồi xưa chú cũng đi tôi biển. Tôi làm ghe cho ổng 2 3 năm. Ổng hồi đó ổng không chạy ghe. Dạ ổng chạy ghe. Tôi làm phao dạ. Ghe cho ổng 2 3 năm. Dạ. Đó ổng cũng chạy. Rồi có trại thì cũng quen biết hả? Dạ dạ. Làm chồng 2 3 năm mà. Không chú rất là tốt luôn á. Rồi tôi ổng thì tốt mà hồi đó gia đình cũng tốt. Dạ dạ. Tôi cũng cảm ơn chú. Chú nói đúng ra rồi ổng nãy xuống là ổng hỏi chú nói trời luôn cái này chú bái tươi mà chú cô bái tươi mà chú chạy ổng nói trời luôn đúng đâu mà có đàn chạy tôi mới giao ghe chứ không ai tôi giao. Chú dạ, không có dạ. Người ta không giao nhau cháu tôi mới điện tôi qua chứ. Dạ. Ở đây không ai chạy được hết á. Ông mới điện tôi qua, ông nói trời ơi, tôi đâu ai có đòi, ông chú giao, mới giao. Dạ. Ông tôi là đồng nghiệp mà. Dạ. Đây là chuyến phà Hòa Bình Tân Chánh hả chú?
cái này ha, trên đây qua đây. Dạ. Bữa đó là xã Tân Chánh. Có mấy người ngồi bển nó không, cái đường đó qua bên Tân Chánh hả? À. Nó lên lúc nào? Có đi cặp mới đi lên luôn. Rồi lên theo bà đây hả? Đó giờ con ở đây mà con đi chạy ngoài mà con không biết ở đây có bến đò luôn ta. Có, chưa giờ cái bến đò này đó là bến đò của thằng cháu tôi, của đoàn bùi cho ông mướn như vậy là một ngày như vậy là 100.000 là 50. Ngày xưa chèo. Ờ, chưa đò chèo. Chạy mướn ông bây vậy là ngày 100.000 là 50. Là nãy hai ghe mình đi là gặp nhau luôn ở trên ở dưới đó. Giờ mới nhìn nhìn. Thấy bên đây, bên đây thấy. Dạ. Thì tôi thấy hai cái là tôi nghi, một cái đen, cái trắng là tôi nghi rồi tôi quanh tôi dọt theo qua. Dạ. Yeah. Chị nãy chị nói là đúng rồi. Đúng rồi. Dạ dạ dạ. Như chị mới xuống lại đúng không? Sáng chị về. Nãy nó đi ghe mà, nó đi trên kia. Gái là anh xuống anh kiếm liền luôn. Trên kia. Mấy chị đem hai em, anh gái là dưới mà kiếm có liền luôn. Quá trời. Ồ, nãy có vừa này cái miếng này khách. Nãy là chị vừa đốt nhang ở đây là chị gái. Cô chú anh chị gái vừa đốt nhang cỡ tầm vừa 5 phút anh ơi. Anh vào, anh nói lên cho em thấy nha anh. Là bắt đầu là hiện đi liền luôn với nhau với cô chú anh chị. Em với ông chú đi 2 tiếng, còn mấy chú cháu 2 tiếng mệt quá vô ăn miếng cơm, vừa ăn miếng cơm. Thì ngay cho cái khúc quay về đó. Ngay khúc quay về. Hợp với em. Dạ, thôi cũng được, chị Hằng cũng sớm càng tốt. Sớm cho anh về gia đình nằm với nó lạnh lẽo. Vừa khỏi khúc cầm cỏ là ấy là tới rồi. Thì gần ngay miệng đáy là lúc đầu chú cháu đi đáy. Gần tới miệng đáy đó là quanh về hồi nãy, về cũng tới miệng đáy đó. Nó chưa tới Tân Phát mà chưa tới Tân Lộc. Anh này, anh Phong này là con cháu chú luôn hả? Phong này là con của anh nuôi ông kia, con dạ, anh nuôi, anh nuôi của cái này là con của ông nuôi kia. Con nhỏ này mới cháu cậu. Này này cậu ruột của em. Dạ. Nãy ngày sáng qua chạy game kêu cậu em vô chạy đó. Nghiệp ông không có, hồi nãy có cái nón, giờ có nón hồi nãy. Nón biết tôi giờ nhỏ thấy cháu. Dạ, giờ hồi nãy đi 2 tiếng hồn mà không có nón mà giờ vô mát rồi có nón. Nón này không biết nón của ai vô. Chú không? Không. Dạ, gặp rồi nha quý mẹ vị. Mẹ con nhỏ này á là dạ, chị của tôi. Em tên là tôi theo cái giấy tờ. Ủa chú, ngày hồi nãy mình mượn ghe mình đổ dầu chưa? Để con hỗ trợ. Đổ dầu rồi. Đổ dầu mà nãy thầy chủ ghe trả là mà nhỏ cháu tôi không lấy nữa thôi. Dạ dạ, nhỏ để nó đổ dầu. Mà sáng con có đi chung để con chủ ghe nó lấy chủ ghe hỗ trả tiền lại mà nói chung là hôm nay là bên người nhà mua 10 lít dầu. Dạ, chú nói chồng mà chủ ghe trả tiền lại mà nó không có lấy. Thì có rồi hai lần ha, để anh em mình biết anh em mình hỗ tiền cho bên chủ mà ghe. Mà trả tiền chủ ghe cũng không lấy. Mà chủ ghe trả tiền lại, lại tiền dầu cũng không lấy. Không lấy. Mà đã tính lại là giúp cho nhau. Chủ ghe không lấy luôn. Chủ ghe hỗ trả tiền dầu. Giúp luôn. Giúp để mà cho mượn ghe. Cho mượn ghe mà trả tiền dầu nữa. Mượn ghe mà không lấy. Không tiền. Là chú này chạy hôm ơi, cái cử hôm ơi đi anh em đi tìm kiếm nè. Chào chú Cụi ha. Rồi cảm ơn chú Cụi đã đồng hành với kênh 18. Bà không ra, bà không ra nhậu nữa, lúc bà đừng gặp tôi nữa. Tại hồi nãy giờ bà ngồi bà khóc, bà nói nó biết tao, có bữa đó tao ra tao nhậu cho rồi. Là không đâu đi đâu. Đi dầu của thầy Kiều ý đó, cái uống ly em hồi anh Phong uống ly cuối cùng đi về, ổng lên xe nó lại cái dạo gặp em ổng cũng uống ly cuối cùng đi về nha. Nói là bà gái bà ngồi bà tức bà khóc hoài luôn. Bản thân mà anh nói bữa đó tao ra là không có chết, bữa ra là 2-3-4 người ngồi nhậu á. Không còn gì đâu. Bữa ăn qua tới gì quên rồi chị? Chị Ngô Nam gì quên rồi? Ngô Tấn Nam. Trời ơi, chung họ luôn đó. Rung phải không? Chung họ mà anh có chung tuổi không? Không, khác tuổi là không sao. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dạ mình chảy đã mình đi con này. Chảy đã lâu chảy rồi con cũng. Chảy hòm mấy chị hỏi chảy hòm á? Đã chỉ hả? Chạy hôm thầy Tụng rồi có ngày rồi là ta lo hết luôn. Mấy ông thầy Tụng là có ngày đó chị. Lên mạng là có dịch vụ nữa hết luôn, lo toàn lên mạng giờ mình kêu chạy hôm chứ lên trên mạng thì nó nằm ở đâu không mà lo gì. Có cái chú nãy đi á, kêu chú đó làm. Ổng làm luôn á. Nó đi kiếm tiền, nó rồi nó làm nó cái tiền cũng được, nó phải đi kiếm tiền kiếm cái nào được rồi. Đấy. Vô tới rồi, có chú anh chị à, anh Phong tìm được vô tới rồi, có chú anh chị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chú Trung dần dần đã đi theo cái ghe đó rồi quý vị. Chú vô đây đi, chú vô mát đi. Tôi nằm ở bên Long An mà cách cầu khoảng 3 cây rưỡi số, cách cầu Mỹ Lợi. Rồi. Nhấc lên đó tội nghiệp ra. Đem anh lên cô chú anh chị. Thì hồi nãy là chú Trung Dần Dân á, một cái khán giả trên kênh của mấy anh em cô chú anh chị hay tin á, thì chú cũng có xuống để hỗ trợ gia đình tìm kiếm. Và chính cái bản thân chú hồi nãy là Phú thấy là chú rinh anh Phong lên. À, chú có thể cho con biết là hồi nãy cái lúc mình tìm được anh Phong á sao chú? Tôi cách cầu Mỹ Lợi hơn cả 3 cây rưỡi số, nằm mé bên Long An. Yeah. Ở giữa sông mà bên mé bên Long An. Yeah. Dớt chú Phong đem về tới chỗ cái miễu ở trên cầu Mỹ Lợi rồi. Xin chào cả nhà, tôi là Trung Tần Văn đây. Yeah. Giờ cơ quan chức năng đang mà kiểm tra để mà gia đình đem về, chú Phong về gia đình làm phục sự. Vai chú cũng là cả nhà, mà một cái người rất là nhiệt tình luôn cô chú chị. Từ ở Tân Phước, từ ở Tân Phước á, chú đi xuống đây để tìm phụ gia đình. Và chính chú là cái người đi ở trên ghe tìm được cô chú chị, nhưng mà chú thấy luôn á hả? Chú không thấy, nhiều bao kia thấy, nhưng mà chú rồi nè. Dạ. Chú chia sẻ là chú rồi chính tay chú là rinh anh Phong lên luôn cô chú chị, bên ngay chỗ chị đứng gọi điện thoại đó, bên đó đó.